Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Người Kết Nối. Thưa quý vị, Người Kết Nối với phiên bản Tình Không Biên Giới đã nhận được sự yêu thương của rất nhiều thính giả khi xem chương trình. Hôm nay thì chúng ta sẽ gặp gỡ những người kết nối. Người đầu tiên Nguyên Khang muốn giới thiệu đó chính là nghệ sĩ Dương Dân, Hồng Vân. Còn phía khu vực đối diện đó là một cặp đôi trai tài gái sắc. Thưa quý vị, đó chính là MC Thanh Thảo. Cảm ơn quý vị. Và một người có nụ cười tỏa nắng, anh cười từ sáng đến tối luôn à. Xin được giới thiệu đạo diễn Quốc Thuận. Cái cặp đôi mà hôm nay chúng ta gặp á sẽ là một cặp đôi gọi là ngưu lang chức nữ ngay trong thời điểm hiện tại. Có nghĩa là vợ thì ở Osaka, còn chồng á thì là ở Tokyo. Họ cách xa nhau. Và cứ mỗi một tuần lễ thì cô vợ sẽ đi xe lửa bồng cái đứa con nhỏ, bé nhỏ đi lên thăm chồng. Nếu như mà mình không hỏi tuổi họ thì mình nghĩ họ là trẻ con, họ nhỏ. Nhưng mà thực ra tuổi họ rất là chững chững rồi đó. Mới nghe chị Hồng Vân gợi ý gì thôi mà Nguyên Khang đã cảm thấy là phải xem cái đoạn video clip giới thiệu về nhân vật này rồi. Tokyo, thủ đô Nhật Bản, có diện tích nhỏ hơn so với các tỉnh thành khác, chỉ đứng thứ 45 trên 47 tỉnh thành. Tuy nhiên, xét về dân số và mật độ dân cư thì không nơi đâu có thể sánh bằng. Thành phố Tokyo là trung tâm kinh tế, chính trị của Nhật Bản, là nơi tập trung văn hóa của giới trẻ. Mỗi năm có khoảng 13 triệu lượt khách tham quan, không chỉ trong nước mà cả các nước khác trên thế giới. Và năm 2020, Thế vận hội Olympic sẽ được tổ chức tại Tokyo, làm thành phố này càng đặc biệt và thu hút. Chào các bạn, Hồng Vân đã có mặt ở Tokyo. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với nhau trong chương trình Người Kết Nối Tình Không Biên Giới. Hôm nay Vân đứng đây là một cái nhà ga xe lửa lớn nhất của Tokyo. Hôm nay là nhân vật chúng ta sẽ gặp đó là anh Quỳnh. Anh Quỳnh năm nay 33 tuổi, làm việc ở công ty thời trang. Và anh ấy kết hôn với một người phụ nữ Nhật Bản. Các bạn ấy đã lấy nhau được hơn 3 năm rồi. Nhưng mà đầu tiên thì chúng ta sẽ gặp chị ấy trước. Hi. Xin chào. Em bé đâu? Bạn tên gì? My name is Yuko. 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 Chị Yuko hiện đang sống tại Osaka và là nhân viên của một công ty về giáo dục. How old? Seven months. Yuko có biết nói tiếng Việt không? Tiếng Việt Nam á, Yuko có biết nói không? Sorry. When you talk with your husband, you talk by in Japanese. Japanese only. So my husband speak Japanese well. Very well. 今日はあの旦那さんがこちらに単身赴任で来てるのでどんな風に住んでるかを見に来ました。Tôi có thể đi chung với Yuko để đến thăm chồng Yuko được không? もちろん一緒に来てください。Được hả? Cảm ơn nha. Cảm ơn nhiều. Toàn bộ cái khu này là của những người đi làm xong rồi là đến đây thuê hả? One room mansion がたくさんあって Tokyo で働いてる人が住んでいます。À, cái chi phí nó mắc không? Một tháng như vậy là cái tiền mà thuê nhà có mắc không? One room で8万円ぐらいだと思います。Wow. Oh.狭くてびっくりすると思います。部屋が一つだけなので。何やるね。はい。đặc biệt là ở bên Nhật thì. はい。はい。ひかり。はい。着いたよ。はい、どうぞ。Rất là an ninh nha mọi người, rất là an ninh.
và sạch sẽ. Vân đi á, từ ở ga về đây á, chỗ nào cũng sạch, không có một miếng rác mà luôn lạ lùng gì. Tới nhà rồi nè, thấy gặp ba con nè. Kita, chào, chào em, chào ơi. Kita, Kita, yo, Kimasta. Giống ba giống mẹ vậy ta. hồi nãy lúc chưa gặp em thì thấy giống mẹ, mà bây giờ gặp em rồi thấy giống em. Ai cũng nói vậy. Anh Trần Quỳnh Anh hiện đang sống ở Tokyo và làm việc tại một công ty về thời trang. Bạn là Trần Quỳnh Anh, nhưng mà mọi người biết sao, ở bên Nhật á thì là tất cả khi mà gọi nhau thì lại gọi bằng họ chứ không gọi bằng tên. Thành ra là khi mà Quỳnh Anh đi làm á thì thấy là nếu mà gọi Trần á thì cái họ Trần á nhiều người quá. Đúng rồi, chính xác. Mà nếu mà gọi bằng anh á thì cũng kỳ, tại bản thân ảnh đã là anh rồi. Cho nên là quyết định chọn cái chữ Quỳnh. Chính xác. Thật ra là bởi vì là mẹ em thì tên là Vân Anh. Em trai em thì tên là Tú Anh. Thì ở nhà ba người là anh cả. Thế nên là để thôi, gọi bằng Quỳnh. Tên đệm. Trong gia đình. Đây chính là chung cư một phòng của anh Quỳnh Anh. Vì anh Quỳnh Anh không nấu ăn nên dụng cụ trong nhà chỉ có những thứ căn bản. Ngay cả chảo và nồi cũng không có. Yuko xa chồng lâu như vậy, một tháng gặp một lần, Yuko có buồn không? やっぱり寂しいです毎日あの一日の終わりに仕事の話と育児の話をして家族の絆を感じたいですけどなんか毎日寂しいです. Hai vợ chồng gặp nhau lần đầu cách đây 4 năm, tháng 6 năm 2013, vào buổi tiệc barbecue của bạn thân. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau và bắt đầu hẹn hò. Sau một năm rưỡi hẹn hò thì họ đã kết hôn. Hỏi nhỏ này, lấy vợ Nhật thì có khác gì lấy vợ Việt Nam không? Thực ra em chưa lấy vợ Việt Nam bao giờ. Nhưng mà chắc chắn phải có bạn gái chứ, đúng không? Ngày trước khi qua đây thì có. Nói chung là con gái Nhật với con gái Việt Nam khác nhau nhiều không cưng? Nếu mà để ra cái điểm khác nhau rõ ràng ấy thì là thực ra là bởi vì là ở bên Nhật này thì em thấy là như thế nào nhỉ? Thực ra cái cách nghĩ của con người Nhật nó khác với là người Việt Nam ở nhiều điểm. Nếu mà chị sang đây thì chị cũng sẽ thấy là người Nhật người ta chỉnh chu, người ta thế nào nhỉ? Người ta theo khuôn phép nhiều hơn là người Việt. Có được gặp mẹ chồng, bố chồng một lần nào không? 一度 Việt Nam に行ってお会いしたんです. Có sợ không? Yuko có sợ không? Về gặp mẹ có sợ không? くれてたんです。 Hai người nói chuyện sao? Lúc đó về hai người nói chuyện sao? 会話は? Book. あの、指差しブック. Cái có cái sách, xong là lấy ngón tay chỉ. Ví dụ như là ăn cơm này, rồi như thế nào này, ô tô này, nhà này thì chỉ vào đấy, xong là hai người nói chuyện với nhau bằng ngón tay. Vậy á. Nhất vào. Thế là trong đấy có một cái câu mà mẹ em dạy. Mẹ em dạy bạn này, bạn ấy thích, bạn ấy cứ cười mãi là cái câu nhất vợ nhì rời. Nhất vợ nhì trời. Đây là lần đầu tiên chị được đến Nhật, thực sự luôn. Lần đầu tiên. Em nghĩ là chị phải đến đây rất nhiều lần rồi chứ. Không, đây là lần đầu tiên. Tại sao người nổi tiếng như chị mà đến bây giờ mới đến Nhật? Chị xin em một chút thời gian, em có thể dắt chị đi đi shopping hay là đi cái nơi nào mà em cảm thấy là em thích, hai vợ chồng cùng thích. Vâng, em biết rồi, em có một ý trong đầu thế này. Bây giờ mình sẽ đi đến một chỗ, em đảm bảo chị sẽ rất thích. Thế nên là bây giờ mình đi luôn nhá. Đi luôn, đi luôn. Yeah. Thì không biết là chị Vân khi mà đến đây thì chị thấy là người phụ nữ Nhật nó có cái điều gì đặc biệt? Họ cực kỳ tin tưởng nhau nha. Cái thứ hai đó là họ cực kỳ tôn trọng cái riêng tư của mỗi người, cái quyền riêng tư. Họ tôn trọng một cách tuyệt đối, không miễn cưỡng nha. Giống như là cũng là vợ chồng đó, nhưng mà không phải là sẽ hòa quyện với nhau cả 100% về tất cả mọi thứ trong cuộc sống riêng tư của mỗi người. Có thể là vợ cũng sẽ có một cái góc riêng, chồng cũng sẽ có một cái góc riêng, nhưng mà họ cảm nhận đó là một cái điều cần trân trọng và phải lưu giữ như vậy, không có được xâm phạm vào. Lại là một phần nữa là bóp ai nấy giữ, không bao giờ mà lục bóp người khác đó. Đúng không? Rồi cái này là trong cái tình huống đó đó.
chị không, ơi không, chị không. Ơi anh Quốc Thuận anh không. Nhắn gửi gì đến không, chị không, 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 không. Em nghĩ tôi là đó. Phát sóng không. Là chị coi đi không tôi nói cái này là cái thương, chung chứ thật ra quá. Không phải là không có mượn gì đâu, không phải mượn cái chuyện này mà đi nói tôi khoe chuyện gia đình của tôi có nghĩa là trong gia đình của tôi nghe cái chuyện sao là em vợ nói ngược lại không, hay không. Vậy em nói ngược lại hay vậy em không bậy bậy không có đâu không bao giờ vợ chồng em mà lục bóp lẫn nhau ơi, à, nếu ghê. Mà không có thì khơi cái chuyện này ra nó đâu làm cái gì ơi, dạ. Dạ. Vừa mới định nhắn gửi cái là lật ngược lại liền trời ơi có đâu trời ơi em đúng là đạo kỳ tài luôn em lật tình huống nhân vật quá nhanh luôn bây giờ mình đi chơi đi dạ em biết là anh Thuận sẽ còn nhiều chuyện sẽ kể cho nữa thôi cố gắng mình kìm nhanh mình giữ gìn. Nơi anh Quỳnh Anh dẫn tới tên gọi Harajuku. Hôm nay chị thấy chỗ này thế nào? Có đông người không? Trời rất là đông mà rất là nhộn nhịp. Nhưng mà cái... sao em lại dắt chị đến đây? Đây là cái khu gọi là Takeshita. Là cái nơi mà nó chị biết cái từ kawaii trong tiếng Nhật không? Kawaii nó là như là một cái văn hóa của nước Nhật ấy. Là đây là nơi mà nó là khởi điểm rất nhiều cái phong gọi là cái phong trào thời trang này rồi những cái mới lạ của những người trẻ nhà. Đối diện ga Harajuku là khu mua sắm có tên đường Takeshita. Trên đường có rất nhiều shop quần áo vật phẩm dành cho các bạn nữ nên là có rất đông. Nhiều đông đúng không rất đông ở đây mà chủ yếu là người trẻ tầm chỉ là khoảng tầm 15-16 tuổi thôi. Bởi vậy nó đi một ngày đàn học một sàn khôn mọi người thấy không? Từng tuổi này rồi lần đầu tiên á là tôi mới biết được là ở tức là có một nơi như thế này luôn trời ơi. Không thể tưởng tượng được. Các nhân viên bán hàng cũng diện trên người các bộ trang phục dễ thương, cá tính, mang phong cách riêng làm nổi bật cả khu phố. Thực sự nếu Vân mặc bộ này ở Việt Nam á, thì mắc cười lắm á. Nhưng mà nếu Vân mặc ở đây mà Vân đi vòng vòng cái đường này thì đó là một sáng tạo lớn, sáng tạo mới của một người đã đứng tuổi nhưng mà vẫn còn rất là teen. Có giới thiệu với chị là đây là khu rất là nổi tiếng trong giới thời trang của giới trẻ Nhật. Nhưng mà không chỉ riêng về thời trang mà là còn về đồ ăn vặt nữa. Kem nữa, kem nữa đúng không? Bánh crepe là loại bánh có xuất xứ từ Pháp. 40 năm trước, món này bắt đầu được bán ở đường Takeshita tại Nhật Bản và từ đó về sau trở thành món đặc sản tại con đường Takeshita này, ngày càng được yêu thích và có tới trên 10 gian hàng bán món bánh crepe tại đây. Chị sẽ là chọn số S9. Bánh crepe. Không tìm bánh crepe. À rồi. 97. À, có nghĩa là 87. Ăn ngon nhỉ, em thấy không đâu matcha ngon mời nhỉ. Nó không có ngọt em ngọt biệt á. Tiếp theo là đi đến một cửa hàng nổi tiếng khác ở phía sau, nơi đây bán rất nhiều đồ đạc mà các bạn nữ yêu thích. Bây giờ mình sẽ đến đây, cái địa điểm này gọi là chụp ảnh Furikura. Nó là một cái phong trào, một kiểu chụp ảnh được bắt nguồn từ nước Nhật, do người Nhật phát minh ra. Máy chụp hình sticker tự động Furikura được bắt nguồn từ Nhật Bản và đang được phát triển những năm gần đây. Dạ, em ở bên này thì chẳng mấy khi đi chụp cái này cả. I love Japan. Japan. Thấy chị có trẻ không? Ninja. Sau khi chụp xong, có thể thêm các biểu tượng chữ vào. Chút xíu mọi người thấy rõ ràng cái người trong hình với lại cái người ngoài hình nó cách nhau một trời một vực luôn. Bởi vì thấy rõ ràng tôi là năm mà lúc mới dậy thì đó.
Từ khi lập gia đình, Dư Cô, vợ của anh Quỳnh Anh đã lâu không còn thời gian đi chơi. Hôm nay chồng cô ấy rất say sưa. Trời ơi, trời ơi, nó bó cái mặt chị nhỏ xíu. Kawaii, kawaii. Japan mô, プリプラ kawaii. めっちゃ綺麗だったね。入ってください。はい、いいよ。せやTiếp theo, mọi người đến quán cà phê được rất nhiều khách du lịch biết đến. Đây là quán Monster Cafe. Chúng ta sẽ được xem những cái show trình diễn của những người mẫu mà người ta mặc những cái bộ đồ rất là sặc sỡ, đại diện cho trường phái của Harajuku. Wow, wow. Quán cà phê được trang trí nghệ thuật với tên gọi Kawaii, với rất nhiều đồ trang trí đầy màu sắc. Cô dường như đã có những khoảnh khắc thật thoải mái tại đây. Bây giờ sẽ là tiết mục đùa. これって今これ一番人気なメニューそうですね結構人気で結構すごい量が多いんですけど一人で食べるって言って食べてくださる方とかも多いんですよ美味しいみこみこねみこねイエーイ Chuyến vòng quanh Tokyo vẫn chưa kết thúcCuối cùng, anh Quỳnh Anh dẫn tới một địa điểm rất thu hút dành cho người lớn. Cái dù này thì giống như là mình lên là mình cũng... Ví dụ như bây giờ là mình đang đi trời nắng chẳng hạn. Ý nè, oh, gorgeous. Sugoi. Du thuyền này có tên là Yakatabune.Monchayaki thường được gọi tắt là Moncha là một loại bánh rất phổ biến ở Tokyo. Sau khi trộn hỗn hợp đến một độ nhất định thì cho thêm nguyên liệu để nướng. Lần này là trứng cá, gọi là Alaska Ponlek. Cái này mà cái trứng cá này mà làm cái sốt nó ngon lắm đó chị Vân.Coi như không có phải chấm chí gì hết hả? Mình dùng cái này thôi, xong mình lấy từ mình cắt từ cắt tại yêu. Cái này. À, phô gá si ngà ra. Cái cô nó dưới ta yếu. Cái nó bùi bùi vì là nó có bột, nó bột nếp, nó béo béo và cái vị của nó ngọt theo kiểu mà là bởi vì nó có trứng trứng gà và trứng cá, thành ra là cái ngọt của nó rất là thanh, nó không phải là ngọt đường, không phải là ngọt bột ngọt.Cô sao lại thích đó là sao không lấy người đàn ông Nhật mà lại.ベトナム人と結婚したいんじゃなくてたまたま気があって好きになった人がベトナム人だったんです。
thế, tức là em cũng nghĩ như thế cả, bởi vì là em cũng không có ý định là phải lấy người Nhật hay là phải lấy người nước ngoài, chẳng qua là mình tình cờ gặp, gọi là cái duyên cái số nó phù với nhau ấy. rất là hợp, càng sống với nhau thì càng thấy hợp. Dư cô mất mẹ năm 12 tuổi. Sau đó ba của cô ấy, ông Toshinobu, trở thành gà trống nuôi con. Vì thế anh Quỳnh Anh đã rất khó khăn khi cầu hôn con gái của ông ấy là như vậy. Rồi sau khi mà hai người quyết định lấy nhau rồi thì là ông có bắt là em là để ở chung với ông không? Hay là ông muốn như thế nào? Tức là lúc đó là ông cảm nhận ông mong muốn em cái điều gì? À, 一番最初は結婚する前に付き合ってるっていう報告をしに行ったんですよ。で、その時はなんで外国人でベトナム人ってなったんですけど、彼がやっぱり人柄がすごくいいっていうのが初めて会っただけで伝わって、優しくて誠実っていうのが伝わったので、結婚を前提に付き合ってるっていうのもOKだしてくれたんです。 Anh Quỳnh Anh và ba vợ thân thiết với nhau nên cuộc sống cũng rất suôn sẻ. Tuy nhiên, phải chuyển công tác đến một nơi khác làm việc nên thực sự rất khó khăn khi phải sống xa vợ. Tuy rằng ở xa nhau nhưng chỉ cần hiểu và thông cảm cho nhau thì mọi chuyện sẽ ổn. Khi mà hai người sẽ yêu xa như vậy, hai bạn đều có cái bí quyết gì không để mà giữ nhau? Khi mà hai người sẽ yêu xa như vậy, hai bạn đều có cái bí quyết gì không để mà giữ nhau? 週末彼は毎週バスで帰ってきてくれるんです。10時間バスに乗って帰ってきて、で日曜の夜月曜日東京に戻るんです。で週末の時間を大事にして、家族3人まあ仲良く過ごしました。変化は変化くば変えてほしいところないんですよ。ベトナム人ってすごくなんかオープンマインドやし、みんなに優しいし、ちょっと怠け者なので、お腹が出てきたら、ちょっと生き物なので、なんか、オープンマインドやし、みんなに優しいし、ちょっと怠け者なので、お腹が出てきたら、ちょっと生き物なので、お腹が出てきたら、ちょっと生き物なので、自分のこともね、忘れずに、特に体調とかね、気をつけて大事にして、ほしいなと。 Hôm nay là một đêm thật lãng mạn, vừa ngắm cảnh vừa tâm sự cùng nhau. Bây giờ hỏi thẳng nè, bây giờ ba trong bốn người chúng ta ai đã từng đi Tokyo rồi, giơ tay lên coi. Hèn hèn. Sao cuộc đời tôi bất hạnh như vậy? Tôi cũng đã đi Nhật Bản rồi mà tôi đi dục gian thôi mà. Tôi đi Nagoya, đi Hokkaido nè, nó mà chưa lần nào tôi được. Tại cái Tokyo. Duyên của anh chưa có tới đó anh. Không, duyên chưa quá. Tới. Thôi chút nữa dừng chương trình này xong tôi ghé Tokyo để đi. Dạ. Nhưng mà trong cái câu chuyện của hai vợ chồng khi mà ngồi trên thuyền á, em có cảm giác là họ giống như hai người bạn nha chị. Đúng rồi. Bạn thân mà chơi lâu năm rồi thành ra là họ nói sao ta anh Thuận, nó không giống vợ chồng Việt Nam của mình đúng không? Đúng vậy. Không giống nhà anh. Mình là người bạn. Tôi thiệt rồi, từ lúc cưới vợ tới giờ không biết là mình đã nói cái từ cảm ơn với vợ mình chưa. Cá nhân của Yên An cảm nhận được rằng là chị vợ chị đúng là một người phụ nữ rất là đảm đang và rất là thương chồng, bởi vì không có người phụ nữ nào mà khi sinh con xong bây giờ phải nuôi con mà cách xa chồng tới cả 10 tiếng đi xe lửa. Đúng rồi. Biết không, đây nè, chị kể cho nghe cái chuyện này là em không thấy trên cái clip này ha. Suốt một cái gọi là 2 ngày đi chơi như vậy đó, thì cái thời gian mà con bé đó nó ở bên cạnh mẹ nó, tức là mẹ nó phải bồng điệu á, mẹ nó phải điệu nó, là gần như là nó chiếm khoảng 8/10. Có nghĩa là thi thoảng thì ông bố mới bế bồng cái đứa nhỏ thôi. Nhưng mà em có tin không, 2 ngày trời chị chưa thấy cô này của nhăn một. Đúng rồi. Một cái nhăn nào. Thưa quý vị, câu chuyện tình không biên giới của chúng ta quả là thú vị. Và có lẽ là quý vị đang chờ đợi, Nguyên Khang vẫn chưa chưa hiểu được cái câu hỏi là
hai người này quen nhau sao? Thường á là ở cái tập thứ hai á là chúng ta sẽ có một cái món quà bất ngờ của người vợ dành cho người chồng, người chồng dành cho người vợ. Thì bây giờ anh Thuận đoán thử thôi. Hả? Với một cái cặp dễ thương như vậy thì cái món quà này sẽ là cái gì chị Bông Hoa? Dài lắm đó nghe, dài lắm đó nghe. Thử đi. Rồi thử ha. À chắc có lẽ là tặng cho chồng một cái bài thơ chẳng hạn. Dạ. Thôi bỏ luôn rồi. Ok, cảm ơn anh, cảm ơn suy luận của anh. Dạ. Yeah. Kết đi Khang. Chúng ta sẽ chờ đợi cái món quà mà chị Yuko sẽ dành cho anh Quỳnh như thế nào. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình Người Kết Nối của chúng tôi cũng đã hết rồi.